Trước thực trạng này, các bác sĩ ở đây phải làm việc cực lực bất kể thời gian với mong muốn loại sạch Covid-19 ra khỏi nước ta. Thậm chí còn có cả hình ảnh bác sĩ phải truyền nước để hồi lại sức. Tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nước ta vẫn đang diễn biến phức tạp. Hàng ngày, những thông tin về việc số người nhiễm tăng lên hay thêm các ca nguy kịch luôn được người dân quan tâm, đặc biệt là lo cho những người ở tuyến đầu chống dịch. Khi nhìn thấy những bác sĩ, những người chiến sĩ thực sự đang gồng mình chống lại bệnh tật, nhiều người không khỏi ngạn lòng. Có lẽ trong lúc này, việc tự bảo vệ bản thân chính là điều tốt nhất mà chúng ta có thể để giúp đỡ họ. Có thể nói, sự trở lại của dịch Covid-19 lần này, Đà Nẵng chính là nơi xuất hiện nhiều ca nhiễm nhất cả nước. Chưa kể, đây còn là nơi có 6 trên 8 ca không qua khỏi hiện nay ở Việt Nam. Trước thực trạng này, các bác sĩ ở đây phải làm việc cực lực bất kể thời gian với mong muốn loại sạch Covid-19 ra khỏi nước ta. Thế nhưng, song song cùng điều đó, sức khỏe của các bác sĩ cũng bị ảnh hưởng do cường độ làm việc rất lớn. Mới đây, những hình ảnh các y bác sĩ từ Trung tâm Cấp cứu Đà Nẵng đã khiến cho cư dân mạng cảm thấy vô cùng xúc động. Nội dung một số fanpage chia sẻ, đây là những hình ảnh từ Trung tâm Cấp cứu Đà Nẵng. Thực sự nghẹn lòng khi phải nhìn những hình ảnh này. Khi xông pha vào trận chiến này, mới hiểu được tinh thần của các chiến sĩ trên mặt trận chống Covid-19 kiên cường như thế nào. Cố lên các đồng chí. Nhìn những hình ảnh này, thật quá thương các anh chị y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Đơn giản, mình mặc bộ áo mưa cả ngày cũng đủ mệt, huống chi là đồ bảo hộ mấy lớp, làm việc liên tục. Cầu mong dịch bệnh mau qua đi, trả lại bình yên cho mọi người. Trong thời tiết có phần oi ả lúc này, việc mặc lên người bộ quần áo bảo hộ suốt mấy tiếng đồng hồ quả thực vô cùng mệt mỏi. Chiếc áo xanh mà những người chiến sĩ này khoác lên đã trở nên ướt đẫm, gương mặt thì đỏ bừng vì quá nóng bức, đã chạm tới trái tim của rất nhiều người. Thậm chí còn có cả hình ảnh bác sĩ phải truyền nước để hồi lại sức. Nhìn những hình ảnh này, rất nhiều người bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những vị anh hùng ấy. Rất nhiều fanpage và cộng đồng mạng đã chia sẻ những hình ảnh này với những lời động viên các thiên thần hãy giữ được sức khỏe tốt để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh. Sau khi những hình ảnh này được đăng lên, cộng đồng mạng đa phần bày tỏ sự xót thương cho các bác sĩ tại tuyến đầu chống dịch cùng sự biết ơn trước những hy sinh cao cả của họ. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, cố gắng lên, Tổ quốc cần các bạn. Cố gắng lên mọi người, Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch, sau cơn mưa trời lại sáng. Chỉ mong mọi người nhìn thấy những hình ảnh này và tự bản thân có ý thức và giữ gìn sức khỏe của chính bản thân mình. Cảm ơn các bác sĩ. Hình ảnh xót xa khiến bất cứ ai cũng khó có thể kìm lòng. Không có lời cảm ơn nào cho đủ với công sức của những chiến sĩ áo xanh, áo trắng nơi tuyến đầu cả. Chúc các đồng chí luôn khỏe, vững tin vượt qua đại dịch. Hàng triệu trái tim Việt Nam đang hướng về các anh chị, cầu mong các anh chị có thật nhiều sức khỏe. Không chỉ là sự biết ơn, mà thông qua những dòng bình luận này, nhiều người còn thể hiện sự tự hào khi nhìn thấy Tổ quốc Việt Nam anh hùng thế nào trong những thời điểm gian nguy. Trước những tin tức đáng buồn mấy ngày nay, thì hình ảnh các bác sĩ đang cố gắng hết sức mình chống dịch như tiếp thêm động lực cho mỗi cá nhân, tổ chức trong việc bảo vệ bản thân và cộng đồng hiện tại.